Tôi nói Địa Tạng Vương Bồ Tát thật là bất khả tư nghì, thì đó là tán thán, khen ngợi, trong lúc chiêm ngưỡng và đảnh lễ, chúng ta niệm Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát thì đó là xưng niệm danh hiệu hoặc cúng dường. Chúng ta đã cung thỉnh tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát để về giảng đường này. Và bây giờ mọi người ngày ngày thắp hương lễ lạy, dâng cúng hoa quả trước tôn tượng, như thế gọi là cúng dường. Cho đến tô vẽ, chạm khắc, tạo đúc, sơn thép hình tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đừng nói tới dùng gỗ, mà chỉ cần dùng màu sắc để tô vẽ một bức hình của Bồ Tát Địa Tạng cũng là rất đáng quý. Người nào vẽ được một bức tranh Phật thì tướng mạo của người đó sẽ trở nên trang nghiêm, viên mãn thêm một chút. Đức Phật có 32 tướng tốt cùng 80 vẻ đẹp. Nếu quý vị sẽ vẽ một bức hình Phật thì tướng mạo của quý vị sẽ tốt đẹp hơn một chút. Vẽ hai bức thì tướng mạo lại đẹp lên một chút nữa. Vẽ ba bức, bốn bức, năm bức, thậm chí cả trăm ngàn vạn ức bức tranh Phật thì quý vị cũng sẽ có được 32 tướng tốt cùng 80 vẻ đẹp như Phật vậy. Nói tóm lại, nếu quý vị tô vẽ hình Phật, tạc tượng Phật, đắp tượng Phật thì tướng mạo của quý vị sẽ được đẹp đẽ hơn. Chạm khắc tức là dùng dao để đẽo gọt và chạm trổ trên gỗ làm thành tượng Phật hoặc Bồ Tát, thì người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời Tam Thập Tam. Nếu quý vị tô vẽ tranh ảnh Phật điêu khắc từ gỗ tốt hoặc tạc từ đá quý thành hình tượng Phật, hoặc là dùng sơn keo để tô đắp và sơn thép tượng Phật, thì sẽ được sanh lên cõi trời 33 100 lần. 100 lần này không phải chỉ ở cõi trời 33, mà trước tiên là sanh lên 6 tầng trời dục giới, 18 tầng trời sắc giới và 3 tầng trời sơ thiền, 3 tầng trời nhị thiền, 3 tầng trời tam thiền, thiền và 9 tầng trời tứ thiền, và luôn cả các tầng trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ ở vô sắc giới. Cứ ở mỗi cõi giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, giới quý vị sẽ được tái sanh một lần nữa, sau đó sanh về cõi trời 33 100 lần nữa. Quãng thời gian này vô cùng dài, vĩnh viễn chẳng còn bị đọa vào ác đạo. Nếu quý vị thành tâm tán thán, chiêm ngưỡng, đảnh lễ, xưng niệm danh hiệu, cúng dường hoặc tạc đúc các hình tượng của Bồ Tát Vương, của Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì vĩnh viễn sẽ không bị đọa lạc vào đường ác nữa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại bảo Bồ Tát Văn Thù: Này Văn Thù Sư Lợi, bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là con trai của một vị đại trưởng giả. Quãng thời gian ấy lâu xa này không có cách nào để diễn tả cho đích xác được. Nếu lấy cả lúa, đay, tre, lau, núi, đá, bụi bặm, thì cứ mỗi vật là một sông Hằng, rồi mỗi sông Hằng, sông mỗi hạt cát trong mỗi sông Hằng là một cõi giới, mỗi hạt bụi trong mỗi cõi giới là một kiếp. Như tỷ dụ nói trên thì làm sao có thể tính cho xuể được. So với việc tính toán các số liệu để có thể phóng hỏa tiễn lên tận mặt trăng, thì tỷ dụ trên còn phức tạp và nan giải hơn nhiều. Hiện nay con người phóng hỏa tiễn vào không gian được là nhờ dùng số học để tính toán tốc lực, định phương hướng, cũng như suy luận xem làm thế nào để có thể ngừng lại hoặc đáp xuống, hoặc khi lọt vào quỹ đạo không gian thì phải di chuyển ra sao. Công việc này đòi hỏi bao nhiêu hỏa lực để đạt được, tất cả đều căn cứ vào toán học để tính toán. Sau khi tính ra được những số liệu chuẩn xác rồi thì người ta mới có thể phóng hỏa tiễn vào tầng khí quyển. Tuy nhiên, những số liệu này còn có thể tính ra được, duy có số kiếp tu hành lâu dài của Địa Tạng Vương Bồ Tát thì chúng ta không thể nào tính được. Cho dù một số môn học có tiến cao hơn nữa, khoa học có tinh vi hơn nữa, cũng chẳng có cách nào tính toán ra cả. Thuở đó, trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Sư tử là chúa tể của loài thú,
Hễ sư tử gầm lên một tiếng thì núi rừng rúng động, muôn thú đều đinh tai nhức óc, đều khiếp sợ đến nỗi chạy không được, đứng cũng không vững, toàn thân bủn rủn, thậm chí còn ngã lăn xuống đất. Phấn tức là hưng phấn, hăng hái. Tấn có nghĩa là nhanh chóng, mau lẹ, biểu thị sự chạy nhanh vô cùng. Do đó sư tử phấn tấn, hàm ý dõng mãnh, tinh tấn, nhanh nhẹn. Cụ túc vạn hạnh là chỉ Đức Phật có đủ lục độ vạn hạnh. Vậy lúc Địa Tạng Vương Bồ Tát là con trai của một vị đại trưởng giả, thì có Đức Phật sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh đang trụ thế. Kinh văn: lúc bấy giờ con trai vị trưởng giả thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, ngàn phước trang nghiêm, bèn hỏi Đức Phật: đó là tu hạnh nguyện gì mà được tướng mạo như thế? Khi ấy Đức sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai bảo con trai vị trưởng giả rằng, muốn chứng được thân tướng này cần phải lâu đời độ thoát tất cả những chúng sanh bị khốn khổ. Lược giảng: lúc bấy giờ con trai vị trưởng giả thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, ngàn phước trang nghiêm. Nhờ đâu mà Đức Phật có được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp? Nhờ có ngàn phước trang nghiêm. Thế nào gọi là ngàn phước? Chúng ta trì giới hành thập thiện thì được 100 phước, rồi cứ mỗi số mục lại biến thành 10 nên thành ra 1.000, đó gọi là một thiện một phước, tập trung lại thì thành 1.000 phước. Đây chính là ngàn phước trang nghiêm. Đương thời con trai ông trưởng giả thấy Đức sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ngàn phước trang nghiêm, tướng mạo vô cùng viên mãn, vi diệu, bèn bạch hỏi Đức Phật: đó tu hạnh nguyện gì mà được tướng mạo như thế? Trưởng giả thỉnh vấn từ vấn Đức sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai rằng: bạch Đức Như Lai, chẳng hay ngài đời trước nhờ tu pháp môn gì, lập thệ nguyện gì mà nay có được tướng tốt viên mãn hoàn hảo như thế? Khi ấy Đức sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai bảo con trai vị trưởng giả rằng: muốn chứng được thân tướng này cần phải lâu đời độ thoát tất cả những chúng sanh bị khốn khổ. Ông muốn có được thân tướng giống như này ư? Vậy thì ta sẽ nói cho ông rõ, ông cần phải trải qua thời gian rất lâu và rất dài để cứu vớt cho hết tất cả những chúng sanh đang chịu cảnh trầm luân khổ sở. Các chúng sanh ấy được xa lìa khổ não thì ông được tướng mạng viên mãn như thế, có nghĩa là ông độ cho chúng sanh thành Phật A-Bát, còn bản thân ông cũng được thành Phật. Kinh văn: này Văn Thù Sư Lợi, bấy giờ con trai vị trưởng giả nhân đó liền phát nguyện rằng: từ nay cho đến tận vị lai kiếp